chị hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 1 năm 2022. Cũng hôm nay cũng là ngày 22 tháng Chạp. Thì Tuấn Dương đang có mặt ở điểm phát quà và phát cơm cho những người bệnh nhân ung thư ở cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là các ông bà, cô chú, anh chị mà bị ung thư, có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp đi ra bếp cơm để lãnh những cái phần thức ăn. Thì bên ban tổ chức của tụi mình đó là sẽ mời các cô chú mà người bệnh ngồi trước, sau đó rồi tới những người già, những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì những ai mà có cái giấy xạ trị ung thư đó là tụi mình sẽ phát những các cái phần quà cho bà con cô bác. Đây, các cô chú đã ngồi xếp một cái hàng khá là dài rồi, hai hàng, chuẩn bị tới hàng thứ ba. Thưa quý cô bác anh chị, trước cái buổi phát quà này thì Tuấn Dương sẽ trao một cái món quà cho một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Hoàn cảnh này đã nhận được cái sự giúp đỡ liên tục 3 tháng và mỗi tháng là 100 đô la Mỹ. Tháng này là tháng thứ mấy cô? Tháng này là tháng thứ mấy? Tháng thứ 3. Cái món quà này do anh Thơm Phú ở Mỹ, anh cũng là người Hoa, trước đây anh có về Việt Nam và gặp cô. Anh muốn là tặng cho cô 300 đô. Thì Tuấn Dương gửi cô trong vòng là 3 tháng. Thì cô có thể giới thiệu lại cô tên gì, bao nhiêu tuổi và bị bệnh gì? Dạ, cô nói lại giúp con là cô tên gì và cô bao nhiêu tuổi cho cô? Cô tôi hả? Vâng. Tôi là 70 rồi. 70. Và cô bị ung thư gì? Ung thư vú. Là thưa cô là cắt một bên hay hai bên rồi? Một bên. Cắt một bên rồi. Dạ thưa, là bây giờ cô làm nghề gì để sống? Đi lượm ve chai. Và cô, hình như cô nói cô còn nuôi mấy người cháu nữa đúng không? Đúng rồi, tại con thì chết. Con quá chết rồi. Con bị Covid chết. Nên là bây giờ cô phải nuôi ba đứa cháu. Thì hôm nay gửi cô là 100 đô. Số tiền này của anh Thơm Phú ở Mỹ gửi tặng. Đây là tháng thứ 3 nhá. Vậy sau tháng này là hết tiền. Thì vâng, thì cái này là cô xài để sắm Tết nhá. Sắm Tết cho gia đình. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ cô nói đi ạ. Cô nói bằng tiếng Hoa và tiếng Việt đi, nói tiếng Hoa đi. Cô nói lớn dùng con ạ. Hữu phương này, còn mà hữu cô thì có trẻ có to, tuy nhiên họ thì là cái hình con trò con bọn. Rồi. Cô đừng có gấp cất tiền cẩn thận nhá. Cái này mình đổi thì bây giờ chắc khoảng 2.300.000 gì đó. Thì cô đổi ra rồi về sắm Tết cho gia đình cô nhé. Dạ rồi. Cảm ơn chú Dương. Rồi. Có trẻ chú Dương coi sao. Rồi cảm ơn cô. Rồi cô về chỗ cũ ngồi dùng con. Thưa quý cô chú anh chị, ngày hôm nay thì cô Trâm Nguyễn ở Úc Châu có gửi 15 triệu để phát cơm và 75 phần tiền để giúp những người ung thư, những người già, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Của chị bị ung thư gì chị? Cung rồi qua gan rồi qua xương. Ung thư cử cung xong qua gan qua xương. Dạ, cảm ơn chị. Một chút quà Tết giúp chị nhá. Sức khỏe nha. Bé là ung thư gì con? Cháu bị u não tuyến tụy.
u não tuyến tùng. Tuyến tùng. Dạ. Rồi cảm ơn con. Điều trị tiền nha chị nhé. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha mọi người. Bà xích ra đây chút xíu bà. Chú này có chú bị ung thư gì chú? Ung thư vòm họng ạ. À rồi, mời biếu chú. Em là ung thư gì em? U não. U não. Rồi, anh cảm ơn. À, gửi chú này không ung thư nhưng mà mất hai tay, mất xương phía bên chân luôn. Dạ. Dạ. À, gửi cho cô đây. Cô nhá. Cô dạ. Kia, cô kia chưa có. Xin lỗi cô nha. Dạ. À, gửi tặng chú này luôn. Gửi chú này. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chúc sức khỏe. Dạ. Chúc mừng năm mới mọi người nha. Chúc cô năm mới phát tài. Dạ. Thật dư ý. Cảm ơn chú. Tưởng là bình an luôn. Dạ. Dạ. Các cô bác cất tiền cẩn thận dùm con. Giữ tiền là ha. Bà, con đi nhờ bà. Mong lấy gì sức khỏe nha. Đây, cô Trâm sẽ trực tiếp đi tặng cho 75 hoàn cảnh, mỗi một người sẽ nhận là 200.000. Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy cô chú. Cảm ơn chú Dương. Dạ, rồi, cảm ơn mấy cô chú. Cảm ơn em. Chú chuẩn bị Tết tới đâu rồi chú? Chú chuẩn bị Tết tới đâu rồi? Dạ. Khổ quá có mình nè. Dạ. Vợ mất rồi chứ không có con. Dạ. Bởi vì mới sinh ra. Dạ. Cảm ơn ha. Dạ. Cảm ơn gì đâu. Dạ. Chú cho con này sao? Chú cho lại con này sao ạ? À? Chú nói rồi được 200 mừng dạ. Quá. Dạ dạ. Chú nói sao? Chú nói được 200 mừng quá. Mừng quá. Dạ, rồi cảm ơn chú. Giúp con nhé, ai ung thư bỏ nón ra để biết dễ dàng phát hiện, phát tiền. Kệ cái chị đầu chầu kệ. Cô nhận tiền chưa? Chưa. Cô đầu cô ung thư kìa. Phát phát đấy đi chú. Rồi. Người ta bệnh mà. Cô ung thư phát luôn đi chú.
đi về. Rồi bây giờ thì sẽ phát gia đình cô nhờ các cháu lại để phụ phát dùng. Chú Kỳ ơi, lấy cho ông bé ba này, cho ông đi luôn này chú. Rồi, cảm ơn ông. Cô bác vui lòng mở nắp hộp nhá. Bỏ sẵn bao xốp rồi mở nắp hộp ra giùm con. Dạ cô không lấy thì thôi. Dạ vâng, từ người sau ạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Ba cảm ơn đi, mấy cô này là bên Mỹ về để phụ phát dùm đó. À, ở Mỹ ở Úc về phát phụ phát đó. Mình thay mặt gia đình ngày hôm nay thành thật lần tiên là cảm ơn Tuấn Dương đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi có một cái cơ hội để phục vụ cho những người nghèo ở thành phố này, và nhất là những bệnh nhân ung thư. Và cái sự hiện diện của mọi người ngày hôm nay và sự giúp đỡ của anh Tuấn Dương đã làm cho gia đình chúng tôi rất là phấn khích, trong cái sự mình có cái cơ hội để mình phục vụ cho những người nghèo. Dạ. Và nhất là những cái dịp Tết ngày hôm nay nó dạ. tới như vậy, mình biết rằng cái xã hội ngày hôm nay có nhiều người rất là nghèo và nghèo, cho nên cái món quà những ngày hôm nay có thể là không là nhiều lắm, nhưng mà nó chỉ nói lên một tấm lòng nhỏ nhỏ nào mà chúng tôi có thể đáp ứng được thôi. Dạ. Con cũng cảm ơn cô chú, thay vì về Việt Nam đi chơi, đi du lịch, ăn uống thì cô chú lại dành thứ nhất là thời gian, công sức, rồi tiền bạc để tới đây để giúp đỡ các cô bác. Tình thương, mến thương. Dạ. Xin mọi người ủng hộ kênh của Sài Gòn Ngày Nay nha, của Tấn Dương nha. Dạ, rồi. Rất là hay. Rồi, con chào mấy cô chú nha. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Bye bye. Rồi, xin chào mấy bạn nha. Dạ. Đây các cô chú thì mỗi người sẽ nhận một cái phần cơm chay gồm trứng, nấm, đậu hũ. Cô ơi, cầm sẵn hai cái thố ra ngoài, một cái lấy cơm, cái lấy canh. Một cái lấy cơm, cái lấy đồ ăn, bỏ sẵn ra ngoài đi ạ. Em trai mở sẵn nắp hộp ra. Em trai mở sẵn nắp hộp ra nhá, để mang lên kia lấy cơm, lấy đồ ăn cho lẹ. Đây, cô chú có thể đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay ủng hộ Tuấn Dương, gọi qua hotline 0966581231 để trợ giúp các cái hoàn cảnh khó khăn. Chú là chú đi nuôi bệnh à? Và cháu ung máu. Sao chú? Và cháu bị bệnh ung thư máu đang ở đây. Cháu ung thư máu? Và thì nãy tặng tiền cho chú rồi đúng không? Tặng rồi, lát nhận cơm rồi, chú còn muốn con giúp gì nữa? Cháu có đứa bạn còn đứa thứ hai, bạn giờ ung thư máu chết dạ. mấy năm rồi. Dạ. Và bây giờ tới lượt mẹ. Vâng, thì rồi chú nhận cơm với tiền ở đây rồi, chú có suy nghĩ gì chú?
đây thì nhiều người khổ lắm nên là chia sẻ mỗi người được một chút thôi chú ạ. Rồi. Cảm ơn. Năm đi vay bán 3 năm 3 dạ. Năm mới bắt đầu vào. Cảm ơn chú nhá. Dạ. Mua bảo hiểm rồi gì cô? Khi nào có cho con hay nhá. Dạ có rồi đem cho con coi. Dạ. Rồi bây giờ có mấy chú bên Úc bảo muốn xin số điện thoại cô để hàng đêm tâm sự. Bây giờ để gửi tiền cho cô mua điện thoại rồi hàng đêm tâm sự với cô được không? Được. Được á. Tại vì con không có điện mà con không biết xài phải dạy á. Không biết xài á. Mua iPhone 14 cho bà đi. Dạ. Đây có một cái chiếc xe này đi ngược chiều này. 72A43929. Rồi, cảm ơn mấy cô chú. Đi thẳng lên giùm con, đi thẳng lên giùm con mấy cô. Cô, đi thẳng lên rồi qua cho đỡ vướng. Chú ơi, đi thẳng lên rồi qua đường sau cho đỡ vướng. Mấy cô chú mở sẵn 5 hộp rồi nhá. Tham gia cái hoạt động thiện nguyện để biết được cái hoàn cảnh thực tế của các cô bác anh chị đi nhận cơm. Mấy cô chú nhận xong đi thẳng giùm con ạ, mang ra ngoài sắp xếp đi thưa cô, cho người sau còn tiến lên. Cô chú lãnh xong vui lòng bước ra ngoài sắp xếp giùm con cô.
bước ra ngoài sắp xếp giùm con. Thấy ung thư đây mà không có cho mà. Dạ thưa cô, là tiền có hạn, tụi con làm cái tốc độ làm chưa có kịp. Chưa kịp gì? Chưa kịp để phát tiền thưa cô. Cô lấy cơm được rồi cô. Rồi mang ra ngoài sắp xếp giùm con đi mấy cô. Hai cũng vậy thôi. Dạ xin giùm cũng phải xếp hàng thưa cô. Cô em ơi, khoan, đừng phát hai chai nước, nếu kia có nước rồi chỗ đây khoan để cho người sau nhé. Phát một chai nước thôi, có thêm bánh mì thì từ từ rồi lát xíu mình phát tiếp. Cho con một phần đấy, bánh mì đi cho ông chú này. Dạ đấy. Đấy chú. Dạ cảm ơn. Rồi chú tiến tới đi ạ. Tiến tới kẹt xe chú. Lánh cơm xong chú qua bên đường đứng nhá. Ba Giang sau xếp hàng bà ơi. Cô ra sau xếp hàng giùm con cô. Cô bác lấy cơm ra sau xếp hàng đi ạ. Trong cái bịch đấy có bánh mì với có nước rồi đấy thưa cô, để bọn con nhường cho mấy người tới sau ạ. Dạ. Giang sau đứng xếp hàng em ơi. Đoàn người vẫn còn dài lắm các bạn ơi. Ra sau xếp hàng chị ơi, đứng cuối hàng giùm em nhé. Đứng cuối hàng giùm. Đây chú này giả bộ cầm cái gậy này các bạn này. Bình thường trước khi mà chưa lấy cơm ấy thì chú chống cái gậy chú đi, nhưng mà lấy xong rồi thì chú không có chống gậy nữa. Chú xách cái gậy chú chạy băng băng luôn. Cho đồ thêm ở chú, cái gì chú? Bên đây. Vâng, đây. Rồi, có thêm bánh mì, nước suối này. Rồi, mấy cô phát phụ luôn dùm đi ạ. Dạ có, mai có phát ạ. Mai có phát mấy cô. Cô là đi nuôi bệnh trong nhà thương à? Dạ, bữa nay mới mổ ngày qua, bữa nay chắc là mai bữa nữa về rồi. Dạ, dạ, rồi, mai còn vẫn phát cô, mai mời cô lại. Bà lấy cơm về cuối hàng đứng bà ơi. Ở sau còn đông lắm, còn khoảng hơn 100 người nữa.
thấy chú trong nhà thương nhận xong mình thông báo ai mà khó khăn ra đây lấy cơm nhé. Dạ. Kêu những người mà nằm ở ngoài khu A25 ấy. Dạ. Rồi ngày nào chú mới về quê? Chưa biết hôm nào ra viện. Chưa biết hôm nào ra viện, người nhà bệnh gì chú? Bụng ung thư. Ung thư lỗ mũi. Rồi chú tiến tới đi ạ. Dạ dạ. Rồi tiến tới đi chú. Dạ. Cô bị ung thư à? Dạ. Đấy cô có nhận tiền chưa? Dạ có. Có rồi. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ dạ. Đi có một mình nhỉ? Dạ, đi một mình. Rồi chừng nào mới ra viện cho cô? Không, cô đang đang chuyển thuốc á. Đang chuyển thuốc. Chiều nay chuyển thuốc, còn tối về. Tối về về quê á? À. Đi 3 ngày rồi. Dạ dạ, cảm ơn cô. Đây nữa đi. Vâng. Rồi xong rồi xíu chú qua bên kia. Chú có cái gì ở người thế này? À rồi rồi rồi, dạ dạ. Thôi nhà ông ớ chứ còn cái to. Dạ không ạ. Điện ông ràng lắm. Dạ không ạ. Thôi cô ơi, cái này tùy duyên. Không có giúp hết được, không giúp hết được. Đây đây được ạ. Chưa. Rồi từ từ nữa đây nè. Lấy cái đó trước. Đây đây còn bịch này nữa. Ờ kia lên qua cũng luôn. Đó có hai người. Dạ dạ dạ. Chút chỗ này quay lại chỗ này. Thôi cho luôn rồi. Dạ. Ôi, cảm ơn chú. Dạ. Có rồi đấy cô. Bây giờ chị cầm luôn cái ổ bánh mì ngọt rồi. Được không? Được, tôi nhảy vô. Anh Khôi, kéo cái dây lên anh Khôi. Cô bác nào trong nhà thương lấy xong rồi vào thông báo những ai chưa có ra nhận nhé. Tại mà giấy tờ nó không có đem ra mà cái đầu nó dụng tóc hết là được không? Thì kêu ngồi đây này, kêu ngồi. Có mà được không? Được, 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 được thì anh chỉ ngồi qua bên kia kìa để cho con. Ngày hôm nay là có thêm Mạnh Thường Quân rồi. Gửi tặng bánh mì, rồi nước suối cho vào trong bịch. Ở đây thì có phát sinh thêm mấy người ung thư sẽ qua bên này để phát. Mọi người một bàn lên, tôi nói giờ 10 người là tôi phát 10 người. Con là ung thư gì con? Dạ, con bị cái bệnh đai lắc xe mi. Con bị gì?
Delaxemi. Delaxemi là thiếu máu từ nhỏ, ung thư gan đó. Dạ. Chú cho em. Rồi gửi con một chút tiền nhá. Không không em ơi, thôi hôm nay không. Bữa khác nhá, bữa khác. Được rồi, bữa khác. Rồi gửi chú 200 ngàn nhá. Rồi gửi với chú. Anh bỏ tay chú cụt tay. Cảm ơn nhiều nha. Đây em này. Rồi cảm ơn em, chú. Cô đi ra cô. Từ từ cô. Cô không có. Dạ dạ, đây. Gửi biếu chú. Người nào nữa chú Tư? Ông này gì? Đây, ông chú này nữa hết. Rồi, cảm ơn mấy chú nha. Là ông xã chị vì mỗi bị bắt xe chết. À. Chị không có lấy chị trả hết đầu lại chị. Rồi thôi được rồi. Nhá. Dạ dạ dạ. Rồi. Thôi được không nữa. Có người đi lãnh cơm mà nghe tin ông xã chết cái thì trả hết, không có lấy cái gì. À, tới đây thì Tuấn Dương xin cảm ơn gia đình cô Trâm Nguyễn và các cô đã ủng hộ cho chương trình. Chú lấy rồi đấy, chú lấy rồi đấy, để chú lấy lần thứ hai đấy. Dạ. Đây đây rồi. Tiến tới đi chị ơi. Rồi mình trong nhà thương vào thông báo người chưa có ra lấy nhá. Thì trước hết thì chú cũng xin gửi lời cảm ơn thay mặt cho bà con. Thì cũng chân thành cảm ơn trong anh em trong cái tổ. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp. Một lời chân tình chia sẻ, tuy nó không nhiều nhưng mà tấm lòng rất là cao quý. Cũng xin thay mặt đại diện cho bà con trong số nhận quà ngày hôm nay, cũng cảm ơn tất cả anh em. Dạ. Thưa chú là người đi đưa người nhà đi nuôi bệnh hả chú? Người nhà đi nuôi bệnh. Chú đi nuôi bệnh. Dạ. Người nhà chú bệnh gì thưa chú? U tuyến mật, cắt mật, cắt gan. Ở đây 5 tháng rồi mà. Vâng. Rồi con cảm ơn chú ạ. Dạ. Rồi. Rồi thay mặt bà con cô bác lãnh cơm ở đây cảm ơn cô Trâm cùng toàn thể các thành viên trong gia đình. Chúc các cô chú một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong muốn là trong thời gian tới sẽ được sự trợ giúp của các cô chú để cô bác ở đây có thêm những cái phần. Thưa quý cô bác anh chị, hôm nay thì trong đoàn của gia đình nhà cô Trâm đó thì có hai cô cháu gái của cô Trâm ở bên Úc về chơi và cũng trực tiếp phát quà. Thì Tuấn Dương sẽ muốn hỏi thăm hai bạn xem là hai bạn suy nghĩ gì hoặc là các bạn có cảm xúc gì khi mà phát những cái phần quà ngày hôm nay. Cô có thể dùng tiếng Anh cô nói cho các bạn hiểu, không sợ con nói các bạn ấy không hiểu. Này bác chấp nói đó, you would like to ask nói tiếng Anh luôn ạ. Seeing that, no, doing it was very fulfilling. But seeing the long lines and seeing how many people actually lining up was a big realization that so many people needed that and so many people needed that help, which is actually kind of really sad and upsetting. Yeah. Your turn. Hi, sad, and I felt sorry for them. That was the needed to be like that. Oh, oh,
thank you very much. Cảm ơn hai bạn nhá. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.